Xin chào bạn, chào mừng bạn đến với khóa học ôn thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Thầy là Trần Quang Vũ sẽ phụ trách khóa học của chúng ta. Bài học hôm nay của chúng ta sang một cái văn bản luật mới, đó là luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Đây là một trong những văn bản luật khối lượng kiến thức rất là nhiều và nó cũng liên quan trực tiếp đến công chức của chúng ta. Vì vậy các bạn cần dành thời gian để chúng ta tìm hiểu về văn bản luật này. Thì trước khi chúng ta đi vào cái bài học hôm nay của chúng ta thì thầy sẽ giới thiệu cho các bạn sơ lược về cái luật ban hành văn bản vi phạm pháp luật này. Thì luật ban hành văn bản vi phạm pháp luật này thì bao gồm 17 chương. Thì cụ thể đó là những chương nào? Chương 1 là những quy định chung. Văn bản luật nào cũng có những quy định chung. Chương 2 là nói về thẩm quyền ban hành văn bản vi phạm pháp luật. Bắt đầu từ chương 3 trở đi thì sẽ quy định về ban hành văn bản vi phạm pháp luật của các cơ quan. Cụ thể là chương 3 thì ban hành văn bản vi phạm pháp luật của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chương 4 là ban hành văn bản vi phạm pháp luật của Chủ tịch nước. Chương 5 là ban hành văn bản vi phạm pháp luật của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Chương 6 là ban hành văn bản vi phạm pháp luật của Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Chương 7 là ban hành văn bản vi phạm pháp luật liên tịch. Liên tịch tức là sự kết hợp nhiều cơ quan cùng nhau ban hành văn bản. Chương 8 đó là ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Chương 9 là ban hành quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Chương 10 là ban hành văn bản vi phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Chương 11 là ban hành văn bản vi phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp xã. Chương 12 là ban hành văn bản vi phạm pháp luật theo trình tự rút gọn. Chương 13 là hiệu lực của văn bản vi phạm pháp luật. Chương 14 là giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh. Chương 15 là giám sát, kiểm tra, xử lý văn bản vi phạm pháp luật. Chương 16 là hợp nhất văn bản vi phạm pháp luật, pháp điển. Và chương cuối cùng là cái điều khoản về hiệu lực thi hành. Thì đây là một cái văn bản pháp luật, chúng ta có đến 17 chương như vậy, các bạn thấy là nó cũng khá là nhiều đúng không các bạn? Tuy nhiên thì cái cấu trúc của lát nữa đây thầy sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách học để chúng ta biết và chúng ta sẽ học rất là nhanh. Chỉ cần chúng ta nắm vững được nội dung, thầy lấy ví dụ là các bạn nắm vững được cái nội dung của cái chương số 3 là ban hành văn bản vi phạm luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì cái cấu trúc của chương 3 này nó cũng sẽ được áp dụng cho các chương còn lại, thì bạn học sẽ rất là nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của bài học hôm nay của chúng ta, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những quy định chung. Đầu tiên, điều 1 về phạm vi điều chỉnh. Luật này sẽ quy định 1 là thẩm quyền, 2 là hình thức, 3 là thủ tục, 4 là trình tự, 5 là nguyên tắc xây dựng ban hành văn bản vi phạm pháp luật. Như vậy là chúng ta thấy là chúng ta luật sẽ quy định về 5 vấn đề trong quá trình chúng ta xây dựng và ban hành văn bản vi phạm pháp luật. Cái phạm vi điều chỉnh thứ hai đó là quy định về trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong việc ban hành văn bản vi phạm pháp luật. Thì đây chính là cái phạm vi điều chỉnh của luật ban hành văn bản vi phạm pháp luật. Về tiếp theo là luật này sẽ không quy định về việc làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp. Các bạn biết là để chúng ta làm hiến pháp và chúng ta sửa đổi hiến pháp thì Quốc hội sẽ thành lập một cái ủy ban, các bạn, ủy ban soạn thảo hiến pháp riêng, không chịu sự điều chỉnh của luật này. Thứ hai là văn bản vi phạm pháp luật là gì? Thì người ta định nghĩa văn bản vi phạm pháp luật là văn bản có chứa vi phạm pháp luật được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức và thủ tục quy định. Thứ hai là văn bản vi phạm pháp luật có chứa vi phạm pháp luật nhưng được ban hành không đúng thẩm quyền thì không phải văn bản vi phạm pháp luật. Tức là có chứa vi phạm pháp luật nhưng ban hành không đúng thẩm quyền. Điều 3 về giải thích từ ngữ. Đây bạn sẽ thấy vi phạm pháp luật là gì? Vi phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung có hiệu lực bắt buộc chung được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước do cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền quy định. Đây chúng ta gọi là vi phạm pháp luật.
Thứ hai là đối tượng chịu sự tác động của văn bản vi phạm pháp luật, đó chính là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc áp dụng văn bản đó sau khi được ban hành, thì đó là những người chịu sự tác động của văn bản vi phạm pháp luật. Thuật ngữ tiếp theo đó là giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh là việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm rõ tinh thần, nội dung của điều khoản, điểm trong hiến pháp, luật, pháp lệnh để có nhận thức thực hiện áp dụng đúng và thống nhất pháp luật. Thì đây cái thuật ngữ gọi là giải thích hiến pháp, luật và pháp lệnh. Chúng ta xem điều 4, đây là một cái điều cực kỳ quan trọng các bạn. Đó là hệ thống văn bản vi phạm pháp luật. Vậy là những văn bản nào thì gọi là văn bản vi phạm pháp luật? Thì chúng ta sẽ điểm qua. Thứ nhất là hiến pháp. Thứ hai là luật, bộ luật và nghị quyết. Thì hiến pháp, luật, bộ luật và nghị quyết này sẽ do Quốc hội ban hành. Đây là văn bản vi phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất. Tiếp theo là đến pháp lệnh và nghị quyết do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, có giá trị thấp hơn Quốc hội. Thứ ba đó là lệnh và quyết định của Chủ tịch nước ban hành. Thứ tư là nghị định và nghị quyết liên tịch do Chính phủ hoặc là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ban hành. Tiếp theo, thứ sáu đó là quyết định do Thủ tướng ban hành, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Thứ bảy là về nghị quyết do Hội đồng Thẩm phán, Tòa án Nhân dân tối cao ban hành. Thứ tám là thông tư hoặc là thông tư liên tịch do bộ, các bộ ban hành đó bạn, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành. Thứ chín là quyết định do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành. Thứ mười là nghị quyết do Hội đồng Nhân dân cấp huyện ban hành. 11 là quyết định của Hội đồng Nhân dân, của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. 12 là nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. Và 13 là quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Như vậy chúng ta có 13 cái loại văn bản vi phạm pháp luật. Thì mỗi cái loại này thì sẽ có cái trình tự ban hành nó sẽ khác nhau, và giá trị pháp lý của nó cũng sẽ khác nhau. Chúng ta sang điều 5 về nguyên tắc xây dựng ban hành văn bản vi phạm pháp luật. Thì chúng ta sẽ có 6 cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc thứ nhất là phải đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất. Điều này thì rất là dễ hiểu rồi các bạn biết rồi, hiến pháp là văn bản luật gốc, các cái văn bản pháp luật sau đó mà ban hành thì phải tuân thủ theo hiến pháp. Thứ hai là phải tuân thủ đúng trình tự, thẩm quyền, hình thức và thủ tục. Các bạn học cái văn bản luật này thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều cái trình tự, quy trình về ban hành một cái văn bản vi phạm pháp luật các bạn. Thứ ba là đảm bảo tính minh bạch trong quy định của văn bản vi phạm pháp luật. Thứ tư là phải đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời và dễ tiếp cận. Các bạn biết là có nhiều văn bản chúng ta ban hành nhưng mà nó không mang tính khả thi thì nó cũng không được thực hiện trong thực tế. Thứ năm, nguyên tắc thứ năm đó là bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Thứ sáu là đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân. Như vậy, đây chính là 6 cái nguyên tắc trong xây dựng và ban hành văn bản vi phạm pháp luật. Chúng ta sang điều tiếp theo, điều 8, nói về ngôn ngữ và kỹ thuật trình bày văn bản vi phạm pháp luật. Thì các bạn biết là ngôn ngữ trong văn bản thì chắc chắn là ngôn ngữ trong văn bản vi phạm pháp luật là ngôn ngữ tiếng Việt rồi đúng không các bạn? Và cái việc sử dụng ngôn ngữ phải chính xác, phổ thông, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu. Thứ ba là văn bản vi phạm pháp luật phải quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh và không quy định lại những nội dung đã có quy định trong các văn bản pháp luật khác. Thứ tư là văn bản vi phạm pháp luật phải có bố cục theo phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm và phải có tên của từng phần. Tức là theo cái bố cục của văn bản vi phạm pháp luật. Thứ năm là Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản đối với văn bản vi phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước. Còn các văn bản vi phạm pháp luật khác thì sẽ do Chính phủ quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày. Điều chính là chúng ta dịch văn bản vi phạm pháp luật ra tiếng nước ngoài thì các bạn biết là hiện nay thì thường khi chúng ta dịch thì chúng ta sẽ dịch sang tiếng Anh là chủ yếu các bạn. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể dịch sang các cái tiếng dân tộc thiểu số
hoặc là các cái thứ tiếng khác. Và cái bản dịch này nó chỉ có mang tính tham khảo thôi các bạn, mang tính tham khảo. Điều 10, đó là số ký hiệu của văn bản vi phạm luật. Điều này khá là quan trọng, chúng ta sẽ tìm hiểu ha. Đầu tiên, số ký hiệu văn bản vi phạm pháp luật phải thể hiện rõ số thứ tự, năm ban hành, loại văn bản và cơ quan ban hành. Như vậy chúng ta sẽ có 4 thông tin: số thứ tự là 1, năm ban hành là 2, loại văn bản là 3 và cơ quan ban hành. Loại văn bản là gì thì lúc nãy chúng ta đã tìm hiểu rồi các bạn. Ví dụ như hiến pháp, luật, rồi pháp lệnh, rồi nghị định, rồi thông tư, rồi quyết định, vân vân. Thứ hai là việc đánh số của văn bản vi phạm pháp luật phải đánh theo từng loại văn bản và theo năm ban hành. Như vậy, nếu là luật thì luật nó sẽ đánh theo luật, tức là tất cả văn bản nào là luật thì sẽ đánh số theo thứ tự của văn bản luật và theo năm. Ví dụ như năm nay chúng ta ban hành 10 cái văn bản luật thì chúng ta sẽ đánh số thứ tự từ 1 đến 10. Năm sau chúng ta ban hành tiếp thì chúng ta sẽ đánh số của năm sau. Và bây giờ các bạn sẽ xem trên màn hình của chúng ta. Đầu tiên là chúng ta sẽ số ký hiệu của luật, nghị quyết của Quốc hội. Ví dụ chúng ta có luật số 63 năm 2000, Quốc hội số 14. Thì 63 là cái số thứ tự của văn bản luật các bạn. Năm 2020 đó là năm ban hành. Và QH14, gọi tắt là Quốc hội khóa 14, đó là tên viết tắt của cơ quan Quốc hội và số khóa của Quốc hội. Vậy là luật, nghị quyết của Quốc hội thì chúng ta sẽ trình bày như vậy. Về pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì cũng tương tự như vậy các bạn. Chúng ta có pháp lệnh số 15/2024 Ủy ban Thường vụ Quốc hội UBTVQH14. Số 15 là số thứ tự của văn bản, 2024 là năm ban hành. Ký hiệu viết tắt UBTVQH14 là Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14. Thì đó là pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các văn bản khác, ví dụ như nghị định số 15/2024 NDCP, 15 là số thứ tự của văn bản, 2024 là năm ban hành, ND là viết tắt của nghị định, là loại văn bản, và CP là viết tắt của cơ quan ban hành, là chính phủ. Thì đó là đối với các văn bản khác thì số ký hiệu là như vậy. Điều 14, những hành vi bị nghiêm cấm. Thứ nhất là người ta sẽ cấm chúng ta là ban hành văn bản vi phạm pháp luật trái với hiến pháp, trái với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Điều này là hiển nhiên rồi ha. Thứ hai, ban hành văn bản không thuộc hệ thống vi phạm, không thuộc hệ thống văn bản vi phạm pháp luật nhưng có chứa vi phạm pháp luật. Các bạn hiểu không? Tức là không nằm trong cái hệ thống mà như lúc nãy chúng ta nhìn trên màn hình đó, và nhưng nó có chứa vi phạm pháp luật thì cũng không được, bị cấm. Thứ hai là ban hành văn bản vi phạm pháp luật không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự và thủ tục quy định. Như thầy trình bày cho các bạn á, để chúng ta ban hành ra một cái văn bản vi phạm pháp luật là chúng ta phải tuân thủ theo đầy đủ thẩm quyền, hình thức, trình tự. Mà nếu cơ quan ban hành không tuân thủ theo những cái yêu cầu này thì văn bản đó sẽ, thì những hành vi đó sẽ bị cấm ha. Thứ tư là quy định thủ tục hành chính trong thông tư liên tịch. Thì đây là cũng là điều bị cấm. Như vậy thầy vừa trình bày cho các bạn là chương 1, những quy định chung của luật ban hành các văn bản vi phạm pháp luật. Bài học hôm nay của chúng ta thì đến đây xin tạm dừng. Các bạn có câu hỏi liên quan đến bài học, các bạn có thể liên lạc với thầy theo số điện thoại trên màn hình 0913106015 để thầy tư vấn cho các bạn. Thầy có tổ chức một cái lớp ôn thi kiểm định chất lượng công chức đầu vào, học trên lớp tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc học online tương tác trực tiếp với thầy vào các cái buổi tối hàng tuần. Các bạn có quan tâm đến khóa học, các bạn có thể tìm hiểu thông tin về khóa học theo cái đường link trong cái phần mô tả bên dưới video này. Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến khóa học cũng như nội dung của bài giảng, các bạn hãy liên lạc với thầy theo số điện thoại 0913106015 hoặc là chat Zalo với thầy để thầy tư vấn cho các bạn. Thì mong gặp các bạn trong các khóa học sắp đến. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào các bạn.